nay Hyper Squad bọn tôi sẽ đấu nhau trong rounds. Đây là một tựa game đơn giản nơi bọn tôi sẽ bắn nhau. Người thắng cuộc sẽ là người thắng nhiều vòng nhất, nhưng mỗi ván những người thua sẽ được nâng cấp kỹ năng. Vì bọn tôi quyết định là chơi 7 vòng, thế nên là khi bắt đầu thì bọn tôi bắn nhau như này này, nhưng mà cuối cùng thì bọn tôi bắn nhau lại như thế này. Đạn gì đây? Đạn của thằng đéo nó cứ pháo hoa. Tên lửa hạt nhân. Tên lửa hạt nhân. Vậy nên là hãy xem hết video để xem tựa game này loạn đến mức nào, và đừng quên like video và đăng ký kênh nếu muốn tôi làm thêm một con game này nhá. Đầu game là mình sẽ chọn một cái kỹ năng, một cách để chọn. Bác chả kịp đọc của bác là gì rồi? Chặn đạn thì có khả năng làm chậm xung quanh. Đấy, bây giờ đến xếp chung chọn nhân vật ơi, lưỡi. Đây chính là xếp chung đấy. Sneaky này là đạn của chung sẽ không chạm đất. Đi chả hiểu lắm, chọn bừa một cái đi. Nhìn anh làm quả okay. Băng đi. Về nào. Em đâu rồi? Em đã. Bác đi ngay. Bác đi ngay. À, pin gì à? Pin gì? Con cái của Camlot có quả vùng vùng gì ấy, kinh ấy. Bác không biết là như làm chậm xung quanh. Ý, ý. Bắn vào dây của mình. Bác giết ngay, làm gì đây? Ây. Này, pin gì này, Em ơi, mình từ từ nhá. Mình từ từ. Mình làm quen. Từ gì nữa, pin gì chết rồi. Ơ, thế à? Người chết rồi. Anh, từ từ đi. Đạn của chung sẽ không chạm đất. Ê yo. Sao lại? Này, này. Chung có bắn gắn ni à? Hình như chạm vào cái kia có đau. Con ơi, chết rồi. Ê! Phản ngay đầu cái gì? Bắt nó. Chết nhá, đây rồi. Bác thắng ngay lượt 1. Đa rồ là bắn sẽ bị choáng. Thôi cứ lấy cái này đi, trông nhìn đẹp nhất rồi. Radar nó tự bắn xung quanh đây. Lấy ngay cái này. Tam lỏ không được chọn. Chỉ cầm lót còn đéo được cộng. Thằng thắng còn đéo được gì ạ? Thôi, đứng như cái cục đéo đè chết luôn. Ai ai. Cái cổ biết gì bá vãi cứt. Hai bố này. Em nhảy lên cũng chết. Camlot thì bò thế nhỉ. Sao nhìn có nhân vật Camlot trông méo thế nhỉ. Sao đây? Sợ à? Sợ mèo à? Đạn xuyên qua tường ấy. Xuyên qua tường khá khó đoán đấy. Đây này, cộng thêm cả nảy giữa này, cộng 5 lần nảy nữa. Phải ngon đấy, lấy luôn. Là đéo đoán. 5 lần nảy. Ember đạn xuyên tường. Không được rồi. Ember đạn xuyên tường, trận này nó lợi lắm. Tưởng đấy không làm gì được đâu. Chả làm gì được đó rồi. Bắt né lắm. Bắn quá. Khó thật sự. Đẩy lùi đấy, tăng đẩy lùi đấy. Đẩy đây. Ôi trời. Sao anh bay xa đấy? Cái gì đây? Cái đạn điều khiển được kìa. Đạn ta ghép. Lấy cái này đi. Cậu bơ. Đạn đuổi với bác. Cậu bơ à? Cậu vin gì? Cậu bơ có ít máu lắm, bắn nó cậu bơ đi. Giết nó đi chung á. Nó cần tao xuyên qua đấy, nó bắn nó đào kia. Tường dày quá, không xuyên được. Vin gì tưới, súng vin gì tưới lắm. Ta có chung kìa. Chả ngờ nó bắn đi đâu đâu. Sọt gun kìa. Ủa, quả này bắn ra một đống đạn này. Của bác mà bom thì không hài lắm, mà thôi cũng được. Nhân vật bác cam méo thế. Méo lắm. Méo à? Méo. Ôi. Tí đi. Cậu Vin này. Cậu Vin gì? Cậu Vin gì? Bác tỉa cho gai. Kéo nhảy được ạ. Ai ơi, cậu bị tưới lòng. Ôi bay bay đấy. Rồi chết lại. Bay đây. Bay đi bác. Ôi trời ơi, tự tử rồi. Đạn bác bắn tên lửa điều khiển, có phải đuổi. Đạn kiểu đéo gì bây giờ. Ôi, đạn giò này, ai đứng ở trong tầm nó đuổi theo. Sọt găn lại còn đuổi à. Đấy, bác còn chưa kịp làm gì, chó. Cậu bơ đấy quá khỏe rồi. Đạn quả xong lại còn đuổi. Nó xong cái gì cứ bay mãi thế. Cái gì bay đấy. Cái gì trả lại gần được cậu bơ rồi. Nó cứ xuyên tường. Nó tỏa. Xuyên tường đuổi. Xuyên tường tỏa đuổi. Trả lên được rồi. Trả lên được rồi. Xuyên tường tỏa đuổi đi chịu. Giết Ember đi. Giết nó chưa? Cái đạn nó tự đuổi em luôn đấy. Em mà vào tầm ấn hẳn. Đúng rồi. Em vào tầm nó cũng bị đuổi mà. Vì thế chỉ bắn được một lần một phát thôi. Đập đạn. Hai thằng đứng đập đạn. Đang tỉa ngay cậu bơ. Sao lại thế nhỉ? Mắt đang nhìn chỗ khác được không? Chết rồi.
đạn của em đều xuyên được tường nữa. À không xuyên được tường nữa. Mày. Ủa, ngay mình tử chiến luôn ở đấy. Ơ, phạt kịp kìa. Ơ, đâu kìa, đóng băng kìa, đóng băng kìa. Ơ kìa, cổng vỡ cái cửa dập luôn đầu. Mày như mày đấy hả? Cứu bác, cứu. Bác ngang mày mày kể hủy diệt. Ôi, cứu bác, cứu bác. Tôi không làm gì được. Đạn chung cứ đứng ở trên mà dưới xuống. Đạn cứ bay vừa ấy, nếu biết. Nhanh thật. Anh em để ý cái góc bên phải trông như bảng tuần hoàn hóa học. Nâng cấp của mình chính là bảng tuần hoàn hóa học. Đúng là như thế đấy. Tao phải giết ngay Benji trước khi quá muộn. Bác giết ngay Benji trước khi quá muộn. Con mẹ xem chung bắn bay luôn. Bắn à. Đạn của bác ảo lắm. Đóm đóm đuổi. Không biết tiếc kiểu gì. Cần quá. Mẹ đéo được chơi. Ui, trời ơi, bác chết luôn. Chạy đi hả em? Ui, mẹ tươi. Bác giết được cái gì rồi? Bác giết được cái gì rồi? Cái chung này. Bác giết được cái gì rồi? Những viên đạn cuối cùng. Bác chỉ cần một viên thôi. Cứu bác. Bác chết rồi. Chúng mày. Nào để bác sống. Chết cùng bác đấy. Nhìn chết dùng xả này. Phải đấu chung cuối khổ vết tự tử luôn. Cái này chặn nổ. Đúng rồi, cái này là lấy cho cái đạn đẩy này. Được rồi, lấy luôn đi. Ôi, map này khả năng lên. Xếp chung bắn một phát thôi. Thôi, chả có chỗ đứng rồi. Xếp chung bắn một phát. Lại cái map này, cứu bác. Bác giết được Vinzy rồi. Ây, mẹ cái đạn. Chả làm gì. Chung chả làm gì. Cậu Bin bình tĩnh. Đây rồi. Cứu bác, bác không đi được. Bắn lên trần nhà. Đây rồi. Mày, nạp đạn đứng cạnh cái gì đâu vậy? Nạp đạn đứng ngay cạnh cái gì? Tao bị bay quá. Bị bay kìa. Đéo biết sao cao nổi chết. Cái đạn của dân chung nảy mẹ người, đéo né được. Cái của em ơ bực bách gây đa bằng trần nhà. Cái gì đây? Dân chung bắn cái gì đây? Thôi dính ngay cái chiêu trò của em ơ chết luôn dân chung rồi. Em ơ đứng ngay ảo thuật. Má, bác thì bác nhẹ quá, bay bắt là bay luôn. Bay rồi. Tên lửa hạt nhân. Đéo trúng rồi. Tên lửa hạt nhân. Hạt nhân. Đạn gì đây? Đạn của thằng đéo rồi nó cứ pháo hoa. Chúc mừng năm mới. Đoạn cuối quá loạn, giải thích như nào? Rồi, em ơi. Đây, em ơi. Tên lửa hạt nhân. Chết luôn rồi. Tên lửa hạt nhân rồi. Không kịp. Cứ sờ bom ra hai cháu này. Rồi, end đi. Kết thúc rồi. Out đi em ơi.